Sức tay nhật ngọc nè ngay chẳng khăn ông video này nhằm chẳng dây bình dồn ông bì OSI model hà bì đồn nạc nạc lạc lạc nhạc vợ hóa sẵn là biệt mạch chẳng nhằm mình thuộc cái bình dồn ông bì step layer này mùi bỏ phía thà vì thuộc cái là biệt mạch mạch là protocol ấy mạch là về chẳng dân cho tờ tức ngọc nè chẳng OSI model cứ mở biệt bệnh thao với Open System Interconnection OSI model cứ chỉ sầm nôm này chấp bắp để sầm rạp thôi cả tầm nôn nước non này vừa tầng on này cứ chỉ là vị trí xa không ngay chụp nuôi ai cả trong trăm này layer tầng on bỏ OSI và những chỗ cả những chụp nằm vì layer bumper đòi layer muối cứ dương ai chụp nằm là tam này bán all the people seem to need a domino pizza. Recall all the people should try the dollar pepper, new dollar pepper. Bây giờ chấm nam pi layer mỗi tạo layer purple. Nhưng ai chấm nam tam piece do not throw the saga pizza away. Okay. Nếu chỉ ca chấm nuôi ai ca trong chấm layer tăng purple. Chân cho tôi một slide tiếp tiếp. Nên ở cho layer application layer. Chẳng nhằm thua cả bỏ sẵn bị layer sử dụng từ ground. Chẳng application layer cứ chỉ layer tìm bằng bằng này OSI. Layer sử dụng này cứ chỉ cần lấy để bắt đầu interface đón user. Bắt đầu interface đón user. Đưa chỉ cảm thì ưu tiêu hóa cảm thì Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Outlook ít kịp xây chẳng tự cứ hay we provide interface nâng mạnh mẽ nâng provide ta computer là ưu nhiệm ưu tiêu hoa ta computer P client hay nâng server chẳng client nâng cầm bông tập bạc Google Chrome hay có bạc bông bạc Google Chrome vài Facebook chẳng chẳng là server server có việc mình interface ở bầu hiện đấy chẳng vì bây thua cả bán nó không application layer vì mình interface luôn vì mùi luôn ai này chắc bán này tha mình mến vì bắt đầu interface đó là user ir client đưa có server đi vì bắt đầu tặng application bảo vệ này application interface bảo vệ luôn ai này là bây thua cả xâm ở tầm nhẹ tầm nông từ application layer đó bảo server hai protocol sầm khăn này khăn application layer này kìa được chia HTTP, HTTPS nâng cứ prao sầm rạp web page hay chung post SMTP, chung POP3, rồi có IMAP4 and VOIP cứ prao nhớ sorry nhưng giờ SMTP, nâng POP3, IMAP4 này cứ prao sầm rạp Gmail chung post tại VOIP này cứ prao sầm rạp VoIP thì đừng không Facebook dân miền nó vội về dân vậy chạy lên vội cái gì protocol nè ok tao mặt tiền tới viên lần thứ ca bình chun hàng đó tới presentation layer chân nó không presentation layer như vậy số sắp tới nó không presentation layer viên làm chia riêng thứ ca bỏ prai application data ao tới chỉ tầm rộng chuyện lẻ mối là ai ao operating system same ai score ai vô bị khnhiệt bàn ai vô bị mệt lỡ nhưng ưu tiên hó nhưng trong sân pha đục phiệp tạo ý computer bỏ mật phẹt nhóm chẳng nhóm nâng tới thuộc ca sân nhóm pra standard format đó chỉ JPG, PNG, GIF anh chẳng từ. Nó bây giờ center đó công tơ mình phải bọc nhóm công tơ mình phải bọc nhóm mình score thả file nó kì chữ file được phép. Ok, chẳng kiểu bạp nâng. Video đi khả nhiều nhóm trong xe video vì YouTube tự áo mình phải bọc nhóm. Vì miền standard format mỗi kì chữ file .mp4 được có AVI. Nâng công tơ mình phải nhóm kì score đi khả nhiều thả O, nâng kì chữ file vào bộ video. Nâng chẳng main function tầm khăn là khăn này khăn presentation layer cứ miễn chỉ data conversion nâng nó bị increase
encode đôi kêu bạn biến dạng pi message encoding nưng nưng ai vi encode tới chia signal bần tọt mà tiết vi nưng thua ca compression data compression vi bầm lại bầm rum ới data nưng tội data compression rụi hai vi nưng thua ca encrypt data encryption vi nưng thua ới data tới chia encrypt chưng nhưng đưng ai data encryption vi mịch vì em kết thúc nó ta chia nhẹ nhẹ ra so nhục nhẹ 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 tới mở dù ok cho nên protocol viết định nhầm dây bản môn chẳng JPG, PNG ấy nâng ok chẳng nó bây giờ để cho đó session layer session layer cứ chỉ cả bằng cả này cả group cron rồi có cả đạch connection between chữ mưu viên này sân rồi có nẹ tật tùa rồi có dân anh dây mà dạng bàn tiết thì việc chỉ cả cục cron rồi viên ca connection cứ chỉ cả cục cron rồi viên ca connection different connection ca connection same same nhé lấy những ưu tiên ho ở sửa yếu cũng ở xa mánh nhảy nhảy xa bắt yếu vò vò trên ưu tiên ho xa mánh ưu tiên ho thành nhóm cũng phong tại bà Google Chrome mùi trên nó không Google Chrome khi mình tab chẳng hạn mình tab vào YouTube, Facebook, IG rồi có ai xem xem chẳng tới chẳng viên là tới thuở ca cực cồn ai trở tam connection nó bỏ viên đi mùi là mùi ọt miên ọt viên ọt ai chẳng lắm khả nha viên ọt chẳng lắm khả nha tập bạc YouTube trên Facebook ấy nà này đó bán chúng cái này nó cứ việc gồm non dần khăn bảo vệ nó không session layer cứ thưa cả cục cồn connection same như này ok những từ họ mục tiết ở hình số yếu biết đôi trẻ nơi không bắt tụt môi dân dân miền mình a hay b chẳng dân thưa cả cục cồn mà dân biết session layer nó biết biết đôi chuyện nè nè sầm rộp sầm rùa mùi ao application layer nâng chân cứ chứ nè sầm rộp sầm rùa mùi nè sầm rộp sầm rùa mùi mà application layer nâng dây nè tôn hiệp bàn đuôi tha à lỡ mình đưa pi nè nâng e nâng bi nâng ạ chân dân thơ mất ao mình đưa pi nè nâng e nâng stop bi dây bàn hay bi nâng là stop e dây bàn này dây bi a e dây bi a chân bi dây bi a ai stop khuyên tập bây giờ màu bàn nâng cái nâng session layer ok nó bé lại bia bình chun the handle down all the data đó group data để bia bàn send or receive the tour nâng session layer nâng tới thua cam make sure tha data nâng bàn tới bình chun on trầm trời person bảo commit node nè person bảo commit a layer session layer nâng tới data đó việt ai nâng tới một bàn này tới cái nhà cái đây ok chấm tâm mắt về hình down từ ok chẳng trong hình mệnh này cứ nhưng trong bài chạy tha application layer đừng presentation session cứ chỉ ca communicate within a device chẳng cứ việc còn chỉ ca ao viên miên tầm nhẹ tầm nổ khnì định nhầm vậy môn năng chẳng thơ mấy ao viên score khnì ao viên sắp bàn khnì năng ngày chẳng hạn ở bên mình thì nó bạn nâng chấm po transport layer nó không transport layer nhưng thời chăm không chất ha không transport layer nâng cứ việc encapsulate nó bên nó cứ viêm miệng encapsulate đấy hay chúng mua encapsulate nắng viêm miệng chúng mua same khnía tới tam layer đỉnh mũi hàng cào tiền follow tới tam layer đỉnh mũi chẳng encapsulate nó bên này cứ encapsulate bên này sorry nhầm toàn gì bị data bị tầm lẹ cho không chúng transport layer vi tụ data mau pi session layer nơi pe đã vi tụ data mau pi session layer vi nằm bài tự chia tội bài tự chia small block chúng sẽ máy tha vi nằm bài tự chia data ở năng vi nằm bài tự chia block tội tội chỉ cho
bên top mà viên thưa ca add header information viên thưa ca add header information đôi chia this source and destination port number hay năng sequence number chúng tôi sequence number nắng cứ dùng pra np này vì sản phẩm tại nét tự tố này sequence number nó cứ pra sản phẩm tại nét tự tố dạng mạch nơi bê đài nét tự tố ban data nắng tố năng data nắng vì ở trời tàn làm đói bình tế vì nâng riêng ao data nắng trời tàn làm đọc đói bình ok order to Istanbul nâng ngày chẳng data layer sorry chọn bỏ là hay protocol sầm khăn nơi non transport layer này miền chia TCP and UDP vì TCP cứ vì nè TCP cứ vì reliable UDP unreliable nhầm vậy TCP muốn TCP vì reliable chạy bởi TCP nó bê đài môn nâng việc nha vì miễn thuật ok TCP nâng viên chạy TCP nâng vì make sure thà data là dân ban sân nâng ban tật đo nẹ tật tùa the segment nâng bộ nơi non transport layer này cứ cái chia segment này nơi bây giờ dùng add destination có transport cái năng hai năng cứ chia segment này chẳng TCP về bình chun segment năng vì bình chun segment năng từ destination vì năng make sure thà năng ban từ tour data năng hay comment ca error này comment ca error no error ok chẳng hạn bạn là TCP vì reliable chúng tôi là UDP mình UDP vì ở khó này vì sân data tới hỏi tới mà vì admin chạy tha vì ở guarantee tha data nó ban đặt đó nè tự ở đây chẳng hạn bạn kể tha UDP unreliable chẳng error recover này cứ xâm rạp tại TCP vậy UDP admin error recover ok cái này nên xong một chạm mối tiết ta bảo kê như vậy segment cứ kê pra TCP ok bảo kê như vậy segment cứ kê pra TCP ta bảo kê pra UDP ní kê như vậy ta về chiếc data graph ok chẳng viên nâng thua ca moving to the network layer ní nên nhầm vậy hỏi hỏi ní TCP mau biết standpoint transmission control protocol ấy nè connection oriented error recovery connection oriented nè cứ bây giờ người ta nè bây giờ prana three hand sorry three way handshake cứ bây giờ prana bây giờ viên đang bằng cao tầm ca connection môn viên là bằng cao ca connection môn là môn p đại viên bị chung được ta viên là bằng cao ca connection tầm nhận nón khi môn là p đại bị chung được ta hay bắt top vì viên bị chung môn p đại viên bị chung bắt top vì viên bị chung được ta năng viên là thưa ca tam bốn four step for privacy ok đảm bay thà make sure thà every bit of data nắng cứ tại ban từ tour lại chốt chạy nâng connection oriented UDP nếu cái nhóm ban dạy hai mình đấy UDP màu biết standpin là user data graph protocol delivery is not nè đây nhóm ban dạy một chẳng thà vì admin thì này thà ta bây giờ đã đo được ở đây hay cái no error gọi gì gọi đấy ok chân nó p là viết phơ đầm là mặt đo network layer chân
internet internet protocol để dân hai cách IP nắng internet protocol để dân hai cách IP nắng viên đường thuê ca chấp dụng được segment p transport layer nè viên thuê ca chấp dụng segment p transport layer một add in header information header information chia IP source and destination IP address ok chẳng đây là lại vật đó việc thuê can lờ router việc thuê can lờ router hay PDU bảo viên nó establish bảo viên nó là nhóm đặt hà establish hồi chúng mua establish bảo viên same same kia tới tam layer này mùi nằm mùi đây khẳng lờ mình establish viết PDU với cứ ấy kế chẳng mình chẳng mà đo lại ní ở PDU ở phía cái ai tha packet nó không network layer cái hai tháp packet chẳng PDU mà biết protocol data unit PDU mà biết protocol data unit ok chẳng cũng ao vol nhảy nhảy pet nhưng sử dụng ở bánh tha network layer ní cái kê giấy cứ bỏ kê này giấy cái gì kê này giấy bị IP mòn IP được bỏ IP addressing chỉ mỗi nâng routing ok hay là cái nông network layer này cái kê hai vệ thang vị trí packet chân là bây giờ việc add time header information IP IP packet này hay vì nâng bằng cao đây bằng cao ta chia packet đây chân cái hai IP packet IP packet này ngay ok hay bật chạy tiết tham bật sân bảo khám layer nâng tế vì mình ai thử cả mình ai từ network xanh xanh bàn này ok chẳng viên thử cả chúng ta cầm tiết từ data link layer không data link layer này viên nâng tự p đài IP packet này nâng nông network layer này mọc đo data link layer mọc đo data link layer viên đang chấp vô viên đang add time header information ở chỉ source and destination MAC address ok viên đang add time source destination MAC address hai viên đang thuê cáp cho mau chỉ mỗi năng trailer đi kia đại cái tôi cái nào viết chúng ta mang được chữ SCF FTA frame mùi nắng cứ đảm bay thuê ca check error detection nè chúng mình nói error detection ăn check error detection chẳng là bây giờ phía ban nâng hai viên nâng thuê ca bằng card Ethernet frame nâng bây giờ phía nè bạn drop header MAC address rồi có source MAC address hai rồi có add trailer hai viên bằng cao từ chia Ethernet frame chẳng nơi là nơi là MAC address rồi có physical address rồi cái dân hai thằng này này nó NIC rồi nó là NIC nó là viên nó là laptop bao nhiêu rồi còn nơi là computer xem xem cái này ok chẳng tôi nói tí dùm khăn bảo vệ nó không nóng vì nó thuộc cả bằng card frame vì nó thuộc cả bằng card frame vì nó thuộc cả bằng card frame nó cực tàng song khang tăng nẹ tăng client tăng server những ưu tiên hò client server chẳng tự chẳng vì thuộc cả bằng card frame tăng song khang còn tha dân nẹ phía nhà hơn nóng vì thuộc cả họ định đi nhỉ ta bỏ nẹ the tour receiver nó cứ việc vừa cả destroying bằng bài ok chẳng nơi bay đại viên nè access to the physical media này access to physical media chẳng bay đại viên cho tất đo physical layer physical layer nâng thuê cả translate viên thuê cả translate frame nâng tới chia signal viên thuê cả translate frame nâng tới chia signal hạt
dân nắng pra electrical rồi có lại cứ asray từ lơ dân pra copper wire rồi có fiber optic đại dân chỉ nằm hai vi tha này nắng cứ chỉ bit ghé đại dân bị cho hai tha bit ngày chẳng bia bị chun signal nó cái tam này ở copper rồi connector rồi có electrical in wall in chẳng từ đi nhầm vậy chẳng ini internet OJ sai pram sai đôi internet dân nắng bia bị chun ok ok chẳng toàn on ở đó kia chẳng nhận đầm nợ cả bảo vệ ok anh ấy về presentation ở lại nhóm sọc chỉ rùa mà với nhóm phần khai bảo mật đoạn tiết application layer nâng cứ chia cái lại này data cứ chia cái lại data bằng hai nơi tay interface đó user mình đâm tập hai đó user ấy tầng như tầng đôi thay nè sân rồi còn nhập nhau nâng việc bằng hai tầng pi hay cam thì application layer nâng có việc bằng hai luôn việc này đâm bay cho các tầm nhận đoạn ở application layer bằng nhập nhau application bằng nhập tổ nâng việc score cái bàn ok mình tầm nhận đoạn cái mình tầm nhận tầm nhận cái này hãy chấm bộ presentation layer viết nên thuộc cả bộ prai nơi application data nắng ao tới chỉ tầm rộng mối đại ao nẹp nhau nắng nẹp tua nẹp nhau nắng at school at yul ban at yul data nắng ban ok chân session layer này cứ chỉ cả bằng cao này cả connection chẳng cứ chỉ cả bằng cao này connection được gọi cả phát đại này connection nắng we ការបង្កើត connection ដោយឲ្យវាភ្ជាប់គ្នាឲ្យវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាបែបអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងមកឲ្យវាស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាធ្វើដំណើរមកដល់ transport layer អញ្ចឹងពេលដែលវាធ្វើដំណើរមកដល់ transport layer វានឹងធ្វើការនៅពេលចំណុចហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាវានឹងបង្កើត establish វានឹងមាន establish ហើយអញ្ចឹង establish ហ្នឹងវាមានឈ្មោះខុសៗគ្នាទៅតាម layer ផ្សេងផ្សេងតាម layer ផ្សេងផ្សេងហើយពាក្យពេញឈ្មោះរបស់វាហ្នឹងគេហៅថា protocol data unit ដែលយើងហៅកាត់ថា PDU ហ្នឹង PDU ហ្នឹងអញ្ចឹង PDU នៅពេលនេះគឺពេលដែលវា add TCP header information this port destination ឬក៏ source port numberហើយឬក៏ sequence number វានឹងបង្កើតទៅជា segment នេះអូខេវានឹងបង្កើតទៅជា segment នេះនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនេះពេលដែលវា hand down ទៅ network layer វានឹងធ្វើការ add នេះថ្មី add IP header ចូលទៀតគេ add IP header destination ឬក៏ source IP address ហ្នឹងអោះហើយចូលអញ្ចឹង PDU PDU ពេលនេះត្រូវបានបង្កើតគឺគេហៅថានៅក្នុង layer គេហៅថាគេ packet គេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា packet ហើយអញ្ចឹងបន្តមកវាធ្វើដំណើរដល់ data link layer អញ្ចឹង data link layer វាមិនធ្វើការ add header information ឬក៏ for គេហៅថា MAC address ឬក៏ source destination MAC address ហ្នឹងឯងវាធ្វើការ add ហើយក៏វា add trailer ភ្ជាប់ជាមួយ trailer ខាងក្រោយដែរគេ FCS នេះ FCS ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការ check error អូខេតបមកទៀតពេលវាបញ្ជូនទៅដល់ physical layer physical layer នឹងធ្វើការបំលែងពី frame ទៅជា signal អូខេគឺវាអាស្រ័យថាវានឹងប្រើអីគេជាខ្សែជា electrical ឬក៏ blue គឺអាស្រ័យទៅលើខ្សែរបស់យើងប្រើជាខ្សែcopper wire ឬក៏ fiber optic ហ្នឹងឯងអូខេចឹងដំណើរការរបស់វាមិនដំណើរការរបស់វានេះពីលើអានេះដូចថាអ្នក sender ចឹងវាដំណើរការពី applications presentation session ដំណើរការចូលមករហូតឬវាបញ្ជូនតាមខ្សែវាបញ្ជូនតាមខ្សែរហូតដល់ physical layer របស់អ្នកទួវានឹងធ្វើការបំលែងវិញវានឹងធ្វើការបំលែងអា signal នេះទៅជា frame រួចហើយវាបញ្ជូន frame ហ្នឹងឡើងលើទៅពី data link layerចឹងនៅក្នុង data link layer របស់អ្នកទទួលវានឹងធ្វើការកិនជាកន្លែងដែលឆែកមើលឲ្យថា MAC address
đi hả bà sân bà mẹ át năng bia trầm trời hay kìm ca error ấy tế vì nâng thuơ ca bỏ ở đỏ chênh vì nâng thuơ ca đỏ nữ à mẹ át trẻ rồi có chạy năng chênh chẳng rồi ấy vì bà chôn tờ lờ nạc vực layer chẳng bên nạc vực layer vì sao ta IP hay chứ mùi IP nè vì sao ta packet ấy ok vì sao ta packet chẳng vì nâng thuơ ca bình đặt mơ đây là thả IP nâng trời ọt các sân chữ IP nâng trong trời hay vì nâng thuê ca ở bỏ nơi IP header ní IP packet dot IP packet nâng chênh rồi vì bình chun tới transport layer chân transport layer ní vì nâng thuê ca chạy mơ và sân là vì ọt miên ai khó thế vì trong trời hình đáy vì nâng thuê ca bỏ cho TCP nâng đọa chênh nơi segment chênh này đọc trên segment này chính rồi hỏi viên năng thực ca bình chuẩn từ session trong session viên thực ca bằng cả được hình ảnh được cả group chrome á mình hình ảnh ok tập một tiết viên bình chuẩn từ lần lờ bình chuẩn từ tan từ lần lờ từ presentation lần presentation viên thực ca đi encode viên thuật cả đi encode vĩnh rồi có và cái decompression rồi có đi encryption và tạo mặt tiếp viên bia thuật cả remove cho từng oh remove cho dạng encrypt remove cho dạng encode bia từ chia sẻ nó ấy nữa remove cho ở hai viên đang bấm line từ chia viên đang thuật remove cho từng oh bia từ chia file đầm original file vĩnh rồi hai viên đang mình chuyển từ application layer năng từ khơi từ nhận từ tua data năng viên hoàn sâu đó nè từ tua ok chân chọc hỏi chân chôm đó con bây giờ chân con bây giờ bỏ vía cứ đi tìm mồi ní cứ kê chân nhảy ha con bây giờ bỏ vía cứ nơi pê đại dương chỉ nè phiêu nè chia từ chôn nè dương từ tỉnh vì nghĩ xưa không bởi dân school ở thay bởi dạy bộ với ai nâng cư dân ách đăng thà à equipment bật nâng ốp cọp xem xây nâng vì ai thua ca cho mùi nâng khía cả giờ bê khá lại lụa khá vì lụa ốp cọp mấy bật tay vì ốp cọp nâng vì ai thua ca ốp cọp xem xây khía nâng vì ai thua ca cho mùi khía ba này chẳng vì mình mang trên network global này global network ấy ok chẳng nghĩ số đó từ chuẩn bởi dân chat tới dân ảnh đăng hạ mạch thuộc cao cho mình khi cao được mình ok hay create chúng nói tp ní cứ kì dân nó bằng cao chia ổ xa cam stong đa môi đã tam stong đa bỏ thịnh nấu lô trí chẳng dân bằng cao stong đa tam thịnh nấu lô xong đã bỏ kế tới viên là nghi xưa nơi bề đại dân trong việc dưới tới dương một cá tam xong đã bỏ kế bìa nghi xưa đi thăm mệt chứ bìa tới tam technology ok lại năng dân cắt này vô bạn hả nhưng đang dậy mệt ta ok lại dân cho tôi mua tiết tiết vô lời thả năng bàn này thăm mệt trong chùm nội tiết bay này cứ bằng cắt ở bài chạy obvious or easy to understand component. Ok không chấm nói nâng chạy dân đăng ngày dân bây dân bật cầm hôn mùi chân cầm hôn dân miên sra ớt nè miên ốp có sra ớt nè miên miên ốp có sra ớt nè chân dân mạch đất phơ ca đạo ốp có nâng dân miên thử rơ nẹ chấm điên nẹ chấm điên chấm mùi nè miên nè giờ mình thử cái cả để nhận chấm điểm nhưng thử được nhận chấm điểm khang ok all routing switching khang na khang na cục cồn khang na khang na khang na chẳng vì nghi xua đó nè bây giờ dân đang ở đằng tới vì nghi xua không ca chạy process này cũng ao vì mình ca smoke smile ở nghi xua vô bị comment đi mùi mùi mà thì đi mùi mùi chẳng tới chấm nói tiếp buồn đấy cứ nghi xua là ca nè áp bọt đối thà nhưng đăng ngày technology vì miền cả áp bọt từ một là hồn chẳng bị ảnh lên thái lệ ở bị ảnh lên thái lệ vì miền cả áp bọt ở chụp châu chẳng tờ hay vì nghi sửu biển mạch
nó phải đàn nè ở trên thưa ca hàng nắng cái thưa ca nó phải tuổi với ảo vọt lại cái đòi chẳng việc ai nè ở hàng nè ai cái tay hàng nắng cái nghi sưu thưa ca bọt bài em tự tam cái lạc tiết sạ thế nghi sưu bọt bài em tam cái lạc tiết sạ tôi chỉ là technology cái ảo vọt đòn nè áp đẹp đòn nè rồi yên ảnh ảo bọt bài em tam bàn thế chẳng tặng ảo này cơ sở chia benefit của việc chấm bút tra bó sử dụng này bởi problem vì đôi tài môn môn đại tế vì thực dân thơ mấy dân thơ cầm nọt ở tạc nhà này tầm nọt ở ba nhà hàng này chụp hà lọt sân rồi hai dân nâng bởi dân đăng bị OSI mà đó dân dân ai đó sai ba nhà hàng là network nâng ban nó bây giờ dân đăng ba nhà hàng cái dân chọn đăng ngày phụ bỏ tha và dân đăng tới dân thử thua ca tam chập đam bị khăn crown tới nè chập đam bị physical layer đó application layer vận tải phía sau nó tại ba nhà hàng bỏ dân sập ngay nên mình tập bởi gì nó network layer data link layer physical layer mình tập bởi đăng ngày chập bị lơ này tới vị trí vì chỉ nè anh nắng khâu nè ai cái tay khăn nè vui chỉ so về à bay khâu nè vì chỉ hạt về vì chỉ ôp cò thằng nè vì chỉ so về cho nông tòn nè cái specific khăn đang mình tên cái thừa tay bảy hai những cái mình sắp ngày nè mình tập bay đang nghe hàng lớn nó kì ai cái tay ok cho nên bay ở sai bảy hai biết cái bao sai tập tam layer hàng crown nè OSI mother nghe bởi vì anh cả là chấp đam bị lơ bị cram từ lơ ok chẳng nhưng bà hai chị dạy ở ban ở thế về lại khá việc ai à, sao ta sử dụng chẳng hẹn ngọc này à chat hoặc xua nhung và thêm ấy tiết bàn chẳng nhung xong bà chọc video trong này ấy dừng chụp nên ở video nào tiết.